Trong quá trình điều tra, viết bài phản ánh sai phạm, nhà báo Dương Hằng Nga từng phải dặn con không được ăn kèo bánh của người lạ, thậm chí không được ra sân trường chơi cuộc đấu trí cam go với Phan Văn Anh Vũ. Nhà báo Dương Hằng Nga chia sẻ, là người chịu trách nhiệm, đứng mũi chịu sào, chị đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực để có được 8 kỳ báo điều tra phanh phui ra hàng loạt sai phạm của ông Phan Văn Anh Vũ. Vượt qua tất cả, chị Nga cùng ban biên tập tạp chí GTVT kiên quyết làm rõ những khuất tất đằng sau. Siêu dự án được xem là lấn biển lớn nhất Việt Nam đã khiến nhân dân Đà Thành phẫn nộ. Từ khi tạp chí GTVT đăng số đầu tiên ngày 8 tháng 4 năm 2017 và kết thúc kỳ 8 bài cuối cùng vào ngày 14 tháng 5 năm 2017, chị Nga đã liên tục bị ông trùm Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm làm phiền bằng nhiều hình thức, từ dụ dỗ đến kiện cáo, đe dọa, nhưng chị Nga vẫn không nản chí. Nhưng điều làm chị lo lắng nhất là an toàn của những người thân. Sau nhiều lần hẹn gặp nhà báo Dương Hằng Nga để thỏa thuận không thành công, Vũ Nhôm đâm đơn kiện nhà báo Nga và tạp chí GTVT đến Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Cục Quản lý Báo chí, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan chủ quản tạp chí GTVT, với nội dung kiến nghị rút giấy phép xuất bản của tạp chí GTVT, cho đóng cửa tòa soạn, rút thẻ nhà báo của chị Nga. Thời gian đó, tôi đã phải ra Hà Nội, cùng lãnh đạo tòa soạn làm việc với các bộ ngành Trung ương nguyên một tuần. Trước khi đi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, chứng cứ để ra trình bày và bảo vệ cho những bài điều tra của tôi. Chồng tôi đã đồng hành cùng tôi, thức trắng nhiều đêm để sửa soạn tài liệu, trả lời theo đúng đơn kiện của cá nhân ông Vũ Nhôm và công ty của ông ấy. Cứ mỗi một ban ngành là ông Vũ gửi hai đơn kiện, một cá nhân, một công ty. Tôi phải xoay vòng cho đủ trọn bộ. Tôi phâu tâu cả hàng chục bộ tài liệu. Hành lý của tôi là một vali nặng chỉ công văn giấy tờ và nhiều chứng cứ khác. Nhà báo Dương Hằng Nga chia sẻ, trong những lần đi giải quyết vì bị kiện, chị Nga thường phải đi từ rất sớm, thậm chí 3-4 giờ sáng nhằm tránh sự theo dõi, nhằm bảo vệ tài liệu đến cùng. Cuối cùng, tòa soạn cùng chị Nga đã yên ổn. Ông Phan Văn Anh Vũ đã không đạt được nguyện vọng đòi rút thẻ nhà báo của chị, chỉ sợ kẻ xấu hướng mũi dùi về phía người thân. Thời gian đó, hầu như tôi tắt hết các mối liên lạc với hai con nhỏ. Tôi đã dặn dò tỉ mỉ rằng không được nô đùa, chạy nhảy phía ngoài trước cổng trường, kể cả ở giữa sân trường cũng không được vui chơi quá. Ai đến cho bánh kẹo cũng không được nhận, không được ăn. Ra về cứ ở trong lớp, chờ khi nào ba mẹ đến đón thì mới về. Nhà báo Dương Hằng Nga bùi ngùi nhớ lại, tháng 5 năm 2017, Vũ Nhôm tiếp tục kiện chị ra công an Đà Nẵng. Trong thời gian này, chị Nga đang đưa bố chồng đi chữa ung thư dạ dày tại bệnh viện Chợ Giấy. TPSCM công an Đà Nẵng đã cử hai điều tra viên thuộc khoa 92, khoa 83 vào TPSCM đến tận bệnh viện nơi bố chị đang nằm trong cơn bạo bệnh để điều tra xét hỏi, khiến ông lên cơn đau tim suýt chết. Vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chị Nga vẫn dùng ngòi bút của mình chiến đấu đến cùng. Cho đến nay, khi mọi việc sáng tỏ, công sức của chị được đền đáp, Vũ Nhôm bị bắt, nhưng sai phạm lần lượt được phơi bày ra hết. Nhìn lại thành quả sau gần một năm chiến đấu với Phan Văn Anh Vũ, nhà báo Hằng Nga dường như không hề cảm thấy sợ hãi, sờn lòng. Trái lại, ý chí quyết tâm vạch trần những sai phạm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trong chị lại càng mạnh mẽ. Upper 2018 trên Na Son New Gen, nhà báo Hằng Nga chia sẻ thêm, chị chỉ mong muốn cơ quan chức năng có những chính sách, cơ chế đặc thù bảo vệ những nhà báo đứng lên đấu tranh, chống lại tiêu cực. Có như thế, mới có thêm nhiều những nhà báo dám phanh phui cái xấu, và những ông to bà lớn, những người coi thường pháp luật sẽ phải trả giá. Ngày 4 tháng 1 năm 2018, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận, bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Thông báo của Bộ Công an nêu rõ, Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, trú tại số 82, Trần Quốc Toàn,
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Khi bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4 tháng 1 năm 2018, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Nguồn DS và PL.